anh em, VF5 là cái tên mà đang được khá nhiều anh em quan tâm ở cái thời gian gần đây. Thì chiếc xe điện của VinFast được ra mắt người dùng với mức giá là 458 triệu không kèm pin và 538 triệu có kèm pin, tức là giá trị của viên pin là 80 triệu. Thì VF5 là chiếc crossover hạng A, đối thủ trực tiếp với lại Kia Sonet cũng như là Toyota Ray. Mình liệu rằng VF5 có đủ sức mạnh để cạnh tranh được với hai mẫu xe đến từ nhà Kia và Toyota không? Thì trong video này mình cùng anh em phân tích những ưu nhược điểm của VF5 để đưa ra một cái nhìn tổng quan nhất. Nếu sở hữu VF5 thì chúng ta sẽ được gì và mất gì? Thì trước tiên để nói qua một chút về xe điện, thì đây là một xu thế mới của xã hội. Việc sử dụng xe điện giúp góp phần giảm đi cái nguồn khí thải có hại cho môi trường và bầu khí quyển, cũng như là tiết kiệm được các nguồn tài nguyên hữu hạn như là xăng dầu. Thì ưu điểm của xe điện thì cái lợi ích to nhất của cái dòng xe điện chính là cái khả năng bảo vệ môi trường. Như bạn đã biết thì xe ô tô điện sẽ không cần phải sử dụng động cơ đốt trong, nên sẽ không phát thải ra cái khí thải CO2 từ các loại động cơ xăng dầu thông thường. Tiếp đến là việc ít hư hỏng vặt. Việc xe điện chạy bằng ắc quy và không cần có động cơ cơ học để chạy. Thêm vào đó, xe cũng không cần trang bị các cái linh kiện đi kèm với cái động cơ đốt trong. Điều này giúp giảm các cái chi phí liên quan đến những cái bộ phận như là buji này, lọc dầu, bơm, van và các cái thiết bị liên quan khác. Thay vào đó thì việc bảo trì ắc quy sẽ là mối quan tâm chính của người dùng. Tuy nhiên, nhược điểm của xe điện đến từ cái việc cơ sở hạ tầng trạm sạc còn hạn chế ở Việt Nam. Do đó nó chưa thể phổ biến như các loại xe xăng dầu thông dụng. Và giá thành mua xe cũng như là thuê pin cũng là một vấn đề mà nhiều người đang khá là phân tâm trong cái việc lựa chọn một chiếc xe điện. Thì để nói về chiếc VF5, trước tiên ta sẽ so sánh về ngoại hình và kích thước. Thì theo như công bố, VinFast VF5 có chiều dài là 3.965mm, rộng là 1.720mm và cao là 1.580mm. Cùng chiều dài cơ sở đạt là 2.513mm. Những cái thông số này ở Toyota Ray là 4030 x 1710 và 1605 với chiều dài cơ sở là 2525, và Kia Sonet là 4120, 1790 và 1642 với chiều dài cơ sở là 2500mm. Như vậy là có Toyota Ray nhỉnh hơn về cái mặt kích thước, còn VF5 và Kia Sonet thì gần như là ngang nhau về phần trục cơ sở. Nhưng mà Sonet thì lại nhỉnh hơn về cái kích thước tổng thể, nên nhìn chiếc xe có cảm giác cơ bắp và đàn anh hơn về cái chiếc VF5. Đi vào về cái thiết kế ngoại hình thì anh em tự đánh giá về mức độ xấu đẹp của VF5. Còn riêng cá nhân mình thì mình chấm điểm VF5 khoảng 7/10. Bởi vì là mình thích những cái kiểu thiết kế đầu xe góc cạnh giúp xe trở nên cứng cáp hơn là cái kiểu thiết kế nhiều đường bo như trên VF5. Còn một điểm nhỏ khác nữa thì không biết anh em có thấy giống mình không, đó là cái bộ mâm 17 inch trên VF5 đang giống như kiểu cố cho vào để tạo ra sự to cao cho xe, nhưng mà nó lại vô hình tạo nên cái sự không hòa hợp lắm so với kích thước tổng thể. Cá nhân mình nghĩ nếu dùng la răng 16 inch và cái bộ lốp dày hơn thì có lẽ sẽ hài hòa hơn và cũng có một chút êm ái hơn khi vận hành. Thì đi vào bên trong nội thất, về cái phần này thì mình sẽ so sánh nội thất của Kia Sonet, Toyota Ray cũng như là VinFast VF5 để anh em trực tiếp xem và đánh giá. Còn đối với cá nhân mình thì mình đang cảm thấy nội thất của VF5 khá là đơn giản và có thể nói là thiếu sự ăn nhập hòa hợp với nhau. Đầu tiên, về phần màn hình sau vô lăng và màn hình giải trí trung tâm, anh em có thể thấy là thiết kế của hai chiếc màn hình này cảm giác như không liên quan gì mấy với chiếc xe, giống như kiểu mình gắn một chiếc iPad mini vào vậy. Mình đang không thấy được cái sự hòa hợp trong thiết kế nội thất của VF5. Và bên dưới có vỏn vẹn là 3 nút, đó là nút khóa cửa, khởi động xe và đèn hazard. Thì do một số tính năng điều khiển điều hòa được tích hợp trên cái màn hình giải trí trung tâm, vì thế nên cái khoang nội thất của VF5 vô hình chung trở nên khá là sơ sài. Bù lại thì trên vô lăng cũng có tích hợp khá nhiều những cái nút bấm đàm thoại rảnh tay, tăng và âm lượng, và cũng có cả cruise control. Thì VF5 cũng chưa có đèn tự động cũng như là gắn mưa tự động, và cũng chưa có bệ tì tay. Và
Còn đến với không gian về hàng ghế sau thì do là một chiếc crossover hạng A nên là cũng không đòi hỏi quá nhiều về không gian sử dụng. Và chiếc VF5 cũng vậy, ưu điểm của hàng ghế sau là chất liệu da ngồi khá êm, độ ngả lưng vừa phải và khoảng cách từ đầu đến trần xe cũng tương đối tốt. Tuy nhiên do ghế được thiết kế hơi thấp nên khi ngồi anh em sẽ bị thu hai đầu gối lên khá cao. Và những người ta có chiều cao trên 1m75 khi ngồi vào hàng ghế sau thì cũng sẽ cảm thấy có đôi chút chật chội. Đến với phần cốp thì VF5 có dung tích cốp là 260 lít. Nói chung là để so sánh với hai đối thủ là Toyota Ray cũng như là Kia Sonet thì dung tích khoang chứa đồ lần lượt là 369 lít và 392 lít thì VF5 đang tỏ ra yếu thế hơn. Tuy nhiên với cái dung tích 260 lít của VF5 thì vẫn đáp ứng được cái nhu cầu chở đồ cơ bản cho một gia đình khi về quê hay là đi chơi xa. Tiếp đến ta xét đến phần động cơ thì VF5 được trang bị động cơ điện cho ra cái công suất tối đa là 134 mã lực, được coi là mạnh nhất trong phân khúc, khi mà Kia Sonet chỉ dùng động cơ 1.5 lít cho ra công suất là 113 mã lực. Còn Toyota Ray là dùng động cơ xăng 1.0 turbo với 98 mã lực. Thì với một lần sạc của chiếc VF5 theo như nhà sản xuất công bố thì sẽ di chuyển được quãng đường là 300 km. Nhưng thực tế thì có thể ít hơn bởi điều kiện giao thông ở Việt Nam thì mình nghĩ là nó không giống như khi test ở trong hãng. Còn đối với tính năng an toàn thì hạng mục này VF5 tỏ ra khá là vượt trội hơn so với các đối thủ khác. Tuy có cái mức giá bán rẻ hơn Toyota Ray cũng như là Kia Sonet, VF5 thì đang được trang bị khá nhiều những tính năng an toàn cần thiết và thậm chí là các mẫu xe cạnh tranh còn không có, ví dụ như là ga tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện giao thông cắt ngang, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảm biến, cân bằng điện tử, kiểm soát áp suất nốt cùng với 6 túi khí. Thì trên đây là những cái phân tích về chiếc VinFast VF5, những ưu nhược điểm khi so sánh với các đối thủ khác trong cùng phân khúc. Anh em nghĩ sao khi bỏ ra số tiền hơn 500 triệu để sở hữu chiếc VF5 này? Cùng để lại ý kiến comment nhé. Đến đây thì mình xin kết thúc video về chiếc VF5 và hy vọng nó sẽ mang lại cho anh em nhiều thông tin khi một quyết định xuống tiền mua xe. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye.